Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về set 3Z Thalysion, một cái set súng dành cho những team đi đấu dài. Và cái set súng này thì nó rất là quý hiếm, thậm chí cả YouTuber cũng không được add mấy thứ này. Và những cái đội mà hình như là được top 1, top 2 gì đấy mới add được vĩnh viễn thôi. Còn cái arc này thì cũng là 100 ngày chứ không phải là đồ vĩnh viễn. Khá là quý. Ui dồi ôi. Và cầm cái khẩu này vào đây thì công nhận bọn nó hỏi nhiều ghê. Đẹp mà. Tơ nhấp nháy này. Ui dồi ôi. Sao tơ lại đứng một chỗ thế kia. Ui, mệnh thế. Công nhận DA Bone Beast mệnh thật. Chính xác là DA The Legion. Này thì lấp ló này, biết ngay. Vâng, nó thấy mình ở đây rồi, chắc chắn là đi móc. Á đồ, nhảy mít này. Vậy chắc là không mang nhân vật Venus. Dạo này mình cầm nhân vật Venus hơi nhiều. Nó có cái tăng tốc độ di chuyển ấy. Mình kênh cái góc nhảy xa thì nó sẽ qua. Úi dồi ôi, bàn diệt ơi. Nhắm lên được không vậy? Khó lắm. Trời. Thế này. Ây da, thiệt là khó. Thanh niên, sao lại ngồi im thế này? Cho là bất lực quá đấy à. Một mả đạn trên thùng hàng được tương ra. Sao lên được? Ở sau còn bị 3Z nó lý thông nữa. Ây da, thiệt là khổ. Đâu rồi? À, đây nè. Lên đâu ấy? Lên đâu ấy? Thông mình à? Ui dồi ôi, khó lắm. Này thì thông ân này. AFK này. Ok. Clear. Còn ai nữa không? Á, à, còn này. Ui dồi ôi. Hai thằng này nó tính hiếp mình này. Và một thằng thông đít, một thằng thông mồm. Chết. Và bét lý thông ở đây. Này thì thông này. Thông này. Mới hết vào đây. Ui dồi ôi, thằng nào cũng nhấp nháy rồi. Tao lại sợ mày quá cơ. Có nữa không? Lại lên tiếp. Lên tiếp này. Ui dồi ôi, nhảy né đạn. Hay thế. Vực bét. Bét né đạn. Xuống ai? Tao sợ mày quá cơ. Lầy đứng chó này. Tình nhiên ngu người. Cạn lời. Ủa hết giờ rồi ta. Nhanh vậy. Tình nhiên quá là hứng chó em ạ. Quyết tâm phải giết được mình cơ. Bay lên bay xuống. Chắc là nó thích cái bộ 3Z Legion ấy. Nó muốn lên ngắm thử xem cái bộ này nó đẹp cỡ nào. Vâng, phải công nhận là nó đẹp thật. Nó đẹp vơ color. Gì đấy? Ơ, tơ lại AFK rồi. Ui dồi ôi. Vâng, thoát luôn. Chết. Ok. À phải, trận này Zombai bị hình tập thể rồi. Đâu rồi? Có một con mới vào. Đây. Đây rồi. Đường nào cho nó thoát. Ơ kìa, gì đấy? Chơi trò gì đấy? Thoát được kìa. Ảo vậy chơi. Vâng, một pha trôn zombie đi vào lồng người của bạn cầm gậy Wukong. Vâng, bạn ấy công nhận có cái tinh thần thép đấy. Khiếp thật. Quả đấy gặp mình chắc là loạn não mà chết rồi. Dã man. Quả lừa zombie hích não cực. Rồi. Lấp ló, ui dồi ôi. Vâng, tham làm cây gì. Có mấy con zom thôi mà cũng tham. Để nó hiếp tập thể thế này. Bơi qua đây. Ui dồi, gì đây. Lớp à, ui dồi, lớp. Lại lớp. Ok, I'm fine. Này thì lớp này. Bắn đi, đúng rồi. Đúng rồi. Bạn chỉ việc bắn, còn mình thì chỉ việc ke vào đầu thôi ha. Ở tầm này xong kiếm ở bích thì chả bố con nào địch lại đâu. Gì đấy? Ui, ui dồi ôi. Thằng bên cạnh. Vâng. Mới vào xong kiếm ở bích chả thằng nào đi lại. Thế đấy nào. Vâng. Bị hiếp chết một thằng thì thằng còn lại phải té thôi. Chúng ta không thuộc về nhau. Bỏ của chạy lấy người. Ơ, à, trời đất này, trời ơi. Ui dồi ôi, cào xa, thôi xong. Biến luôn. Những cái quả cào xa này thực sự rất là khắm. Cái gì?
gì đấy, xả khói lên đấy làm gì? Cho bọn kia nó mù đường, nó không nhìn thấy mình hiểu không? Á đồ, lùm non này vẫn yếu còn ra gió nữa. Gãy chim bây giờ. Rồi hết giờ rồi. Vòng này hơi bị ít zombie đấy. Ok, mình phải sang một phát đây. Cái phòng lúc nãy thì ít zombie quá. 3Z thì 100 viên, mà zombie thì chỉ có 1-2 con thì bắn lên đấy nào nhờ. Kìa, vãi cả nhảy. Ui rồi. Vâng, mình đã cố gắng cover. Thực sự quá khó, quá đông và nguy hiểm. Chạy đâu được thoát này. Ui trời ơi. Tuy mọi người thì không cover được zombie, nhưng bạn làm zombie thì mình không quên dã một mả đạn vào người bạn đâu. Ok, anh em tập trung cover cái khu vực này nào. Thủ qua bên kia đi. Để mình ở đây cho hay quá. Mỗi thằng đứng một đầu như thế này thì bất tử. Vâng, cái hốc bất tử của Nam. Rồi, anh em ta là một gia đình. Một gia đình rồi phải nhảy dập sinh. Nhảy dập sinh thì không biết thằng nào gãy đầu tiên đây. Cái gì đấy? Chơi nhấp lấp ló à? Ảo diệu vậy. Đã đủ hết đạn. Này thì lấp ló này. Nhìn cái gì? Bọn mình lên đứng nhìn như một vị thần ý. Ông mà cái kết là chết như một thằng đần. Khổ. Nhìn gì? Ồ, nhầm. AK chứ. Tôi cứ tưởng nó đứng nhìn cái gì cơ. Chạy cái gì? Chạy đâu? Ui dồi ôi, đang bay kìa. Cạn lời. Thằng anh tớ bất lực. Vâng, tỏ ra cái thái độ bất lực đây nhỉ. TMP dã, 3Z dã. Không thể lên được. Anh em đành phải AK chờ hết trận. Khổ thật. Không còn gì. Ui dồi ôi, hết hồn. Vâng, cái gì đây? Đây đi là khu vực thùng hàng á, ức chế. Nhưng cái khu vực này nó còn ức chế hơn. Phải động tình nó nữa. Vâng, chúng ta là một gia đình. Mà thế đếch nào zombie nhảy lên một cái là gia đình nó tan nát nhờ. Hay thế. Đến ạ với mấy thiên nhiên này. Khổ thân. Sao tôi lại có một gia đình nó thảm hại như thế này. Đi đi ngồi nào, đi ngồi cho đến chắc thôi nhỉ bạn. Ui trời ơi, thằng tên tùng hàng nó cứ làm cho bài miết thế nhở. Số phận nghiệt ngã thế. Quả đấy phải chửi nhà phát hành thôi. Thế đấy nào cứ biến em làm cho bài mãi vậy. Đâu rồi? Ui dồi ôi, trận này lại không có cho bài để bắn rồi. Hay lắm demo. Vâng, được mỗi trận đầu tiên là thế đích nào nhờ. Thế trận sau cũng xác định là chả có giúp bài bắn. Ok. I'm fine. Ui trời, dưới chân kìa. Gắt vãi. Chúng ta sẽ đi kiếm Hunter nè. Gì đấy? Chạy nhanh thế tơ ơi. Ui trời, vào đi nấp à. Ê, ui, cái đậu xanh. Vãi xoài. Hết hồn. Cái này làm gì sau lưng mình nhở? Thiếp thật. Chạy rồi, mất bà nó đi giáp rồi. Này lên đây này. Ôi trời, lên đây khó lắm. Bao nhiêu lần rồi. Cái chỗ này không thể đú được. Thiệt ơi. Cái gì đây? Ôi mình làm hero này. Ôi hết vào đây. Sao thử chúng mày quá cơ. Run tay quá anh em ạ. Ôi giời, xong rồi, nhảy thôi. Biến luôn. Ui, chết bà rồi. Ui giời ơi, chúng ta sẽ kết thúc clip tại đây. Trời ơi, bọn này nó hiếp.